Bật quạt lạnh rồi làm sao? Bật quạt ở mắt nó. Đó, nó còn nói ở cái mắt chưa đó. Nó chỉ có bật quạt thôi. Bắt cái mắt đi, dạ bắt cái mắt. Ừ, tao bắt cái mắt. Nói gì dạy nha. Ở đây đi ngủ đó. Mẹ, mẹ đi ngủ đi. Em muốn ngủ đi. Ừ, mẹ nằm xuống dưới lách nè. Ông đứng ngủ đây. Mẹ nằm xuống. Ông đứng ngủ đây. Lách ngủ với cái iPad hả? Lách ngủ iPad. iPad ngủ với từng cái cờ nắm tay. iPad cờ làm lại để bóng iPad hết. Vậy lách không ngủ với mẹ hả? Vậy lách ngủ với iPad, chịu với mẹ. Lách có biết ru iPad ngủ không? Được, ru iPad ngủ. Ru làm sao? Hồi vô bác ngủ hai đứa nhanh hai nhỏ gần trưa cái bà cao là bà cao là bà ngã xuống là bể cái bạc thì chở cái bà ngã xuống rồi như này nè thấy chưa bể rồi để cái bà cầm đời rồi làm ra cái bà cầm đời để bay nữa mua cái bà cầm đời bay hành nhanh 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 vậy hả? Ngày xưa hả, có cái quạt bể, cái quạt quạt rất trên cao xuống hả? Là quạt khổng lồ hả? Quạt khổng lồ nó ngã à, chú nè. Rồi lách kể chuyện vậy, ai bác có ngủ chưa? Ai bác có ngủ. Ngủ đâu? Bác ngủ trên cái bàn này, ngủ trên cái bàn này nè. Rồi có cái bàn chú nè. Bé iPad luôn, iPad chạy máu luôn. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Các bạn ngủ, quan tâm rồi các bạn ngày đó đi học nha.